Hello, xin chào anh em. Hôm nay đã quay trở lại anh các em, thì trong video này mình sẽ giới thiệu đến anh em cái chương trình săn pin không đồng ở trên S24. Chị S24 đang có chương trình săn pin không đồng cực kỳ hấp dẫn nhá. Chúng ta sẽ săn từ mùng 2 tháng 3 đến 31 tháng 3, thì hôm nay là mùng 6 đến cuối tháng này cơ. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 3 thì sẽ có những cái din này sẽ mở bán từ 10 giờ đấy. Ví dụ như là cái khay nướng này, bốn vỉ đặc trị nám này, hay là bình nước thủy tinh. Cái bình nước thủy tinh này săn từ 10 giờ mà đến tận 10 rưỡi mình vào vẫn còn nhá. Bây giờ thì hết rồi. Đấy, hay là son gì đấy vân vân. Thì ngày mai với cả ngày kia là thứ bảy chủ nhật thì sẽ không có. Họ mở din không đồng từ thứ hai đến thứ sáu. Đấy. Thứ bảy chủ nhật thì không có chương trình săn đi không đồng và chúng ta sẽ săn từ lúc 10 giờ đấy. Ngày 9 tháng 3 là vào thứ hai này, thứ hai tuần sau sẽ có những cái din như bánh quy bơ, combo mini, bộ hai đĩa Lumiac đấy vân vân. Anh em muốn săn tiếp cái bình nước này thì trong tuần sẽ có nhá, tại vì mình thấy xuất hiện rất là nhiều. Mua cũng cực kỳ dễ luôn, tại vì 10 giờ săn mà tận 10 rưỡi vẫn còn hàng mà. Đó. Thì cách săn như nào? Trên S24 ấy, từ xưa là mình có nhiều video hướng dẫn anh em săn. Đấy, anh em chỉ cần đặt hàng như bình thường thôi. Và lần này họ quy định là chỉ cho thành viên mới mới được săn. Thứ nhất là thành viên mới, thứ hai là phải săn trên ứng dụng S24 nhá. Anh em lên chợ ứng dụng Play Store, App Store để download cái ứng dụng S24 này săn. Đấy. Trước thì chỉ cần săn trên ứng dụng thôi, không cần là thành viên mới, nhưng bây giờ họ yêu cầu phải thành viên mới. Thành viên mới, nick mới lần đầu mua hàng thì mới được mua sản phẩm này. Thì trên S24 này săn hàng không đồng mà chúng ta vẫn phải mất phí ship. Trụ sở S24 ở Hồ Chí Minh, ví dụ anh em một ở Hồ Chí Minh ấy chỉ mất khoảng dưới 20.000 tiền ship, còn anh em ở ngoài Bắc thì phải mất 50.000 tiền ship cơ. Cái bình nước không đồng này rất là ngon này. Đấy, ngoài ra thì trong tuần có nhiều sản phẩm khác thì anh em vào trang này để xem. Link mình để dưới video nhá, link săn hàng không đồng. Mình sẽ để cái trang này ở dưới video thì anh em kéo xuống dưới để xem. Thì hôm nay có rất là nhiều chương trình hot ngoài đinh không đồng này. Hôm nay mùng 6 tháng 3 này. Đấy, ví dụ đây, đây S24 săn hàng không đồng là một này. Đấy. Sen đỏ có săn hàng 1.000, săn những cái sản phẩm đồ điện tử 1.000, mã giảm giá 15.000 truyện sách, hay là những cái đây, Lazada cũng đang có cái chợ phiên siêu deal 3.000. Đó, rất là nhiều sản phẩm 3.000 cho anh em mua, cực kỳ nhiều luôn nhá. 3.000 đồng thôi. Chỗ siêu rẻ luôn. Và sinh nhật trên Lazada sẽ diễn ra vào 27 tháng 3 này, thì mình cũng sẽ livestream săn hàng của anh em nhá. Đầu năm livestream săn hàng giá rẻ của anh em, chia sẻ với anh em những sản phẩm giá cực sốc cùng với mã giảm giá 8 triệu, mã giảm giá 3 triệu, 1 triệu gì đấy vân vân. Mình sẽ thông báo ở video sau. Hay đang còn mã giảm 3 triệu, 5 triệu nếu mà ai mua những cái máy bàn, máy tính đeo hay máy laptop đeo. Và Shopee thì cũng có đồng giá hàng 1k, hàng quốc tế, hàng gia dụng, nhà cửa, hàng điện tử 1.000. Anh em thể vào link này xem. Link mình để dưới video nhá. Đấy, ngoài ra thì xuống dưới cái mục này này còn có những cái sản phẩm ví dụ ốp iPhone 3.000 hay là rất nhiều sản phẩm 3.000 khác, máy sưởi gì đấy, ốp gì đấy, rất nhiều. Đấy, ngoài chương trình săn hàng không đồng còn nhiều chương trình săn hàng khác rất là hấp dẫn ở cái link tổng này này. Đấy, link tổng màu đỏ này mình sẽ để dưới video nhé. Rồi, đó là chương trình săn hàng không đồng. Săn hàng không đồng mình mua bình thường thôi, mua dễ mà. Không khó như lần trước tại vì số lượng họ cho nhiều. Và ngoài ra còn chương trình mua hàng 3.000 trên Lazada, mã giảm giá trên Lazada, săn hàng 1.000 sen đỏ gì nữa. Và anh có thấy video hay thì mình xin một like. Anh cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.